Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Và bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ gia hạn lệnh cấm công dân tới Triều Tiên. Theo hãng tin Reuters, thì theo một thông cáo được công bố trực tuyến ngày 30 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ gia hạn lệnh cấm công dân nước này tới Triều Tiên cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2019. Mặc dù Hoa Kỳ và Triều Tiên đã tham gia đàm phán nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng giữa hai nước, song Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là vẫn quan ngại về mối đe dọa của việc Triều Tiên bắt giữ cũng như giam cầm dài hạn các công dân Hoa Kỳ. Thông cáo gia hạn thêm một năm dự kiến được công bố chính thức trên công báo liên bang, tức là Federal Register, vào ngày 31 tháng 8, thưa quý vị. Lại thêm một giới chức tòa Bạch Ốc rời chức. Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ trên thì thêm một luật sư của tòa Bạch Ốc rời bỏ chính quyền Tổng thống Donald Trump, một giới chức cao cấp trong Bạch Cung, cho NBC News biết vào ngày 30 tháng 8. Ngày cuối cùng của luật sư Stephen Passantino, chuyên trách cố vấn các vấn đề về đạo đức cho các giới chức tòa Bạch Ốc, bảo đảm họ tuân thủ các quy định đạo đức của chính phủ, là 31 tháng 8, thưa quý vị. Và luật sư Passantino từng giúp nhiều quan chức tòa Bạch Ốc xử trí với các vụ tranh cãi về đạo đức chức nghiệp. Một ngày trước, tức là ngày 29 tháng 8, Tổng thống Donald Trump loan bố cố vấn pháp lý tòa Bạch Ốc là ông Don McGahn sẽ rời chức vào mùa thu năm nay. Ông McGahn đã hợp tác với công tố viên đặc biệt là ông Robert Mueller trong vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ vào năm 2016. Sự ra đi của hai luật sư McGahn và Passantino kéo dài thêm danh sách các giới chức trong chính quyền của ông Donald Trump lần lượt rời bỏ tòa Bạch Ốc. Hiện nay, vốn đã cao ở mức kỷ lục trong thời gian mà một nhiệm kỳ tổng thống làm việc, thưa quý vị. Quay sang bản tin nói về Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện của mình tại Biển Đông. Thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện của mình tại Biển Đông. Theo hãng tin CNN trích lời một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết như trên, vào ngày 29 tháng 8 năm 2018, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Walter Douglas khi trả lời các phóng viên tại Philippines cho biết Hoa Kỳ đã là một phần của khu vực này trong 200 năm và Hoa Kỳ sẽ không thay đổi điều đó. Khi nói về chiến lược Hoa Kỳ-Ấn Độ-Thái Bình Dương, ông Walter Douglas nói rằng Hoa Kỳ sẽ không rời khỏi khu vực và vì vậy điều quan trọng là vai trò của Hoa Kỳ tại đây phải được công nhận. Theo hãng tin AFP hồi đầu tháng này cho biết, một dự thảo quy tắc ứng xử tại Biển Đông gọi tắt là COC đang được đàm phán giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN. Trong đó có đề xuất của Bắc Kinh để loại trừ các quốc gia ngoài khu vực khỏi các cuộc diễn tập quân sự và hoạt động thăm dò năng lượng trong khu vực. Điều này được hiểu rằng Trung Quốc ý muốn nói đến Hoa Kỳ. Theo ông Douglas, một COC phù hợp với luật pháp quốc tế là những gì Hoa Kỳ muốn. Vị phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nói thêm về chiến lược của Hoa Kỳ Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó liên quan đến cam kết của Hoa Kỳ đầu tư 113 triệu Mỹ Kim vào khu vực. Ngân sách này sẽ hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, cũng như năng lượng và các cơ sở hạ tầng trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Và một bản tin tiếp theo nói rằng giá thị trường của Apple lần đầu đạt mức 1.000 tỷ Mỹ Kim. Thưa quý vị, Apple vừa trở thành công ty đầu tiên có giá thị trường bằng 1.000 tỷ Mỹ Kim. Nhà sản xuất điện thoại di động iPhone đạt tới con số lớn như thế vào thứ Năm tuần qua, khi giá mỗi cổ phiếu được mua bán với giá là 207.04 Mỹ Kim. Mức cao mới đã là 208.38 Mỹ Kim, thưa quý vị. Tính từ đầu năm thì giá cổ phiếu Apple đã tăng hơn 20%. Phúc trình tài chính của Apple công bố vào hôm thứ Tư gồm doanh lợi vượt dự báo và viễn ảnh tiếp tục sáng sủa. Nhưng một số phân tích gia tin rằng Apple cần có sản phẩm mới để bảo đảm doanh thu và doanh lợi tăng. Doanh thu của các sản phẩm iPhone 8 và
iPhone 6 là cao, đặc biệt tại Hoa Lục và Nhật Bản là hai thị trường có nhu cầu lớn, cũng như doanh thu tăng của các phòng dịch vụ Apple Store. Còn Wall Street đưa tin rằng Apple còn lớn mạnh, giá cổ phiếu có thể vượt ngưỡng là 225 Mỹ Kim. Khi ấy, giá thị trường của Apple sẽ là 1.300 tỷ Mỹ Kim. Giới quan sát nhận thấy, các công ty kỹ thuật gồm Microsoft, Amazon và Alphabet là chủ của Google cùng ghi kỷ lục mới vào năm nay. Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ lại cho máy bay ném bom chiến lược B-52 bay vào Biển Đông và Hoa Đông. Thưa quý vị, theo hãng tin UPI trích dẫn tờ Liberty Times của Đài Loan cho biết, vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, hai chiếc máy bay ném bom chiến lược là B-52 đã rời căn cứ không quân Hoa Kỳ trên đảo Guam, bay ngang qua eo biển Basi của phía nam Đài Loan để vào Biển Đông. Ngoài ra còn có một chiếc máy bay cướp nhiên liệu trên không tháp tụm hai chiếc máy bay B-52. Một chiếc B-52 khác cũng đã khởi hành từ đảo Guam vào thứ năm tuần trước, tức là ngày 23 tháng 8, để bay vào biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không. Biển Hoa Đông là nơi Trung Quốc đang có các hoạt động đối trọng với Nhật Bản và Đài Loan. Các chuyên gia Trung Quốc nói rằng các máy bay này thực hiện những cuộc tập dượt, trong đó có cả việc ném bom vào hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc lên tiếng tố cáo hành động này của Hoa Kỳ, nói đó là những hành động vô trách nhiệm, phá hoại ổn định khu vực. Thưa quý vị, và Hoa Kỳ nêu điều kiện ký tuyên bố kết thúc chiến tranh với Triều Tiên. Người phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Heather Nauert vào ngày 29 tháng 8 cho biết, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên phải diễn ra trước khi Hoa Kỳ ký một tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh với Triều Tiên. Phát biểu tại họp báo thì bà Nauert nêu rõ lập trường của Hoa Kỳ cho rằng phi hạt nhân hóa phải diễn ra trước khi tiến tới bất cứ động thái nào khác là trong tiến trình. Và người phát ngôn viên cũng cho biết đặc phái viên mới của Hoa Kỳ về Triều Tiên là ông Stephen Biegun sẽ không, tức là ông này sẽ công du khu vực trong vài tuần tới để gặp một số đối tác ở các nước khác. Song chưa rõ ông có đến Triều Tiên hay không. Trước đó, truyền thông Hoa Kỳ đưa tin việc ký kết một tuyên bố chung chính thức đã kết thúc chiến tranh Triều Tiên là một trong những thỏa thuận miệng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên, đó là ông Kim Jong-un, tại cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 12 tháng 6 vừa qua ở Singapore. Tuy nhiên, Washington và Bình Nhưỡng vẫn bất đồng về vấn đề này. Trong khi Triều Tiên cho rằng một tuyên bố kết thúc chiến tranh phải là bước đi đầu tiên hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, và Washington lại cho rằng hiện còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này. Kính thưa quý vị, tiếp theo nói về Apple thì Apple ghi danh bản quyền thiết kế nhà hát Steve Jobs. Vào năm 2017 thì bên cạnh iPhone 10, tức là và iPhone 8 cũng như là iPhone 8 Plus, Apple còn ra mắt một kiệt tác khác. Đó là nhà hát nơi tổ chức sự kiện ra mắt iPhone X, tức là iPhone 10, thưa quý vị, được đặt theo tên đồng sáng lập CEO huyền thoại Steve Jobs. Nhà hát Steve Jobs có thiết kế khá đặc biệt. Lối vào của nhà hát là một sảnh hình trụ với tường kính bao quanh, không có sự hỗ trợ của cột và máy bằng sợi carbon. Bên dưới lối vào đặc biệt là không gian trưng bày sản phẩm để khách trên tay sau khi sự kiện kết thúc. Hội trường với cái sức chứa là 1.000 người ở bên cạnh vì sợ lối vào đặc biệt của nhà hát Steve Jobs bị sao chép. Apple đã ghi danh bản quyền thiết kế và đã được phê duyệt trong khoảng tháng 8 năm 2018. Dự tính chi phí xây dựng nhà hát Steve Jobs chiếm là 180 triệu Mỹ Kim trong số 5 tỷ Mỹ Kim của dự án Apple Park. Apple mô tả, để tôn vinh những ký ức và ảnh hưởng lâu dài của ông Apple và thế giới, thì nhà hát Apple Park sẽ được đặt tên là nhà hát Steve Jobs. Lối vào hội trường 1.000 chỗ là một hình trụ bằng thủy tinh cao 6 mét, đường kính 50 mét, với phần mái bằng sợi carbon kim loại.
Nhà hát Steve Jobs nằm trên một ngọn đồi, một trong những điểm cao nhất bên trong Apple Park, nhìn ra đồng cỏ và tòa nhà chính. Sự kiện đầu tiên được tổ chức tại nhà hát Steve Jobs chính là sự kiện ra mắt iPhone X, iPhone 8 và 8 Plus hồi tháng 9 năm 2017. Và dự kiến này ngày 12 tháng 9, thưa quý vị, dự kiến ngày 12 tháng 9 năm 2018 thì Apple sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện ra mắt iPhone 2018 tại nhà hát Steve Jobs. Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, nghị sĩ Hoa Kỳ đề nghị trừng phạt Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Theo hãng tin ABC News thì nhiều thành viên Trung Quốc trong Quốc hội Hoa Kỳ đang lên tiếng kêu gọi chính quyền nước này áp đặt biện pháp trừng phạt Trung Quốc do những vi phạm nhân quyền đối với người dân thiểu số theo đạo Hồi sinh sống tại khu vực phía Tây của Trung Quốc. Trong một bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ là Mike Pompeo, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin với nghị sĩ thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa của Hoa Kỳ đã viết rằng những người dân tộc thiểu số theo đạo Hồi đang bị giam giữ một cách tùy tiện, tra tấn và bị hạn chế nghiêm ngặt đối với các hoạt động tôn giáo và văn hóa. Một hệ thống giám sát số hóa đơn được sử dụng phổ biến để giám sát mọi hoạt động hàng ngày của họ. Với mức độ nghiêm trọng của phạm vi vi phạm nhân quyền, chúng tôi kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt của luật Magnitsky toàn cầu và xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các quan chức cao cấp của chính phủ cũng như các quan chức Trung Quốc, những người giám sát chính sách đàn áp này, các nghị sĩ cho biết như trên, thưa quý vị. Và cũng trong phần tin Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ khiếu nại lên WTO thuế trả đũa của Nga. Hoa Kỳ đã đệ trình khiếu nại chống lại Nga tại Tổ chức Thương mại Quốc tế gọi là WTO vào hôm thứ Tư, thách thức các biện pháp mà Nga ban hành nhằm đáp trả các mức thuế gần đây của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm xuất khẩu toàn cầu. Được ban hành vào tháng 7, các biện pháp bao gồm thêm các mức thuế nhắm vào một số ít mặt hàng của Hoa Kỳ là phản ứng hạn chế đối với thuế quan của Hoa Kỳ, nhằm mục tiêu bù đắp 87.6 triệu đô la trong số 537.6 triệu đô la mà Nga dự trù các công ty của mình sẽ bị thiệt hại do Hoa Kỳ tăng thuế. Hoa Kỳ nói các biện pháp của Nga vi phạm các quy tắc của WTO bằng việc chỉ áp dụng cho hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ, chứ không phải hàng hóa từ bất kỳ quốc gia nào khác. Và vì thuế suất cao hơn mức tối đa cho phép, theo các điều khoản thành viên WTO, Nga hiện có 60 ngày để giải quyết tranh chấp. Sau đó thì Hoa Kỳ có thể yêu cầu WTO thành lập một ban trọng tài để phân xử. Hành động qua lại này diễn ra giữa một cuộc chiến thương mại quy mô lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong đó, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp thuế lên hàng nhập khẩu của nhau, thưa quý vị. Liên quan đến bản tin nói về Puerto Rico, đó là bão Maria làm cho 2.975 người thiệt mạng, thưa quý vị. Tổng kết thiệt hại nhân mạng của bão Maria gây ra trong năm qua là vượt qua bão Katrina, với một số người là 2.975 người đã thiệt mạng. Bão Katrina ghi là 1.833 người tử vong vào năm 2005, và bão Okeechobee ghi là 2.500 người tử vong vào năm 1928. Thống đốc của Puerto Rico là ông Ricardo Rosello nói, tổn thất nhân mạng có thể thay đổi trong lúc điều tra đang tiếp diễn. Cho đến gần đây thì chính quyền đảo ghi nhận 68 tử vong. Ông Rosello nhận là có thiếu sót, và bão Chris Galveston vào năm 1900 vẫn là kỷ lục về thiệt hại nhân mạng. Truyền thông cũng như giới lập pháp nêu nghi vấn về số tử vong tại đảo Puerto Rico tiếp tục là 64 từ nhiều tháng nay. Phóng viên dò hỏi các nhà quan và được các chủ nhân xác nhận là 499 trường hợp tử vong có liên quan tới bão Maria. Hồi tháng 12, báo New York Times phỏng đoán là hơn 1.052 người chết. Một số dân biểu liên bang gốc Nam Mỹ hô hào điều tra hoạt động ứng phó với bão của chính quyền Trump. Dân biểu DC là Nidia Velasquez đề nghị thành lập một ủy hội tương tự và đoàn điều tra, tức là 911, thưa quý vị.
Vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý khán thính giả phần tin Hoa Kỳ và sau đây là một vài thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị để gửi đến phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.